Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: 500.000 người sơ tán do bão Bulbul tấn công Bangladesh và miền đông Ấn Độ. Theo Bộ trưởng Đối phó và Cứu trợ thảm họa Bangladesh Anumir Rahman, khoảng 500.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển của Bangladesh do lo ngại bão Bulbul tàn phá được dự báo đổ bộ quốc gia này. Cơn bão cách bờ biển Bangladesh 200 km và di chuyển với tốc độ 15-20 km một giờ. Theo Anumir Rahman cho biết, chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp và người dân từ khu vực ven biển đã được chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Ông nói thêm, các tình nguyện viên địa phương đang tăng cường tuyên truyền về cơn bão đến người dân trong khu vực và các lực lượng vũ trang có mặt để hỗ trợ an ninh. Bộ trưởng Rahman cho biết các hoạt động tại sân bay Chittagong đã bị đình chỉ và dự báo sóng thủy chiều cao 5-7 feet sẽ xảy ra tại bờ biển khi cơn bão đổ bộ. Bão Bulbul cũng sẽ tấn công bang Tây Bengal của Ấn Độ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ nhận định đây là một cơn bão mạnh với tốc độ gió duy trì tối đa từ 110 đến 120 km một giờ. Sân bay Kolkata cũng dừng hoạt động một ngày để tránh thiệt hại do bão gây ra. Bão Bulbul dữ dội đổ bộ Bangladesh và Ấn Độ, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời sau khi bão Bulbul đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh vào cuối tuần qua. Cơn bão tấn công Bangladesh vào tối muộn và gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bangladesh và nước láng giềng Ấn Độ. Thời tiết xấu đã tan biến nhưng nhiều người vẫn đang chờ để trở về nhà. Ông Anumir Rahman, Bộ trưởng Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa Bangladesh cho biết trên cả nước, tổng cộng có 2,16 triệu người đã được sơ tán khỏi nhà cửa. Hầu hết trong số 10 nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão là do bị các mảnh vỡ rơi xuống. Khoảng 30.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do bão Bulbul. Hầu hết các ngôi nhà bị ảnh hưởng là những túp lều đơn giản làm từ tre và các vật liệu khác. Chúng không được xây dựng vững chãi nên dễ bị hư hại, ông Rahman nhấn mạnh. Hiện không rõ có bao nhiêu người dân vẫn đang phải sơ tán nhưng người dân đã bắt đầu rời khỏi các nơi tạm trú của chính phủ để trở về nhà của họ. Theo ông Rahman, các nhà chức trách vẫn đang kiểm đếm số người mất tích. Các nhà chức trách khí tượng của Ấn Độ đã xếp Bulbul là một cơn bão mạnh với tốc độ gió duy trì tối đa 120 km/h. Bulbul không phải là cơn bão mạnh đầu tiên tấn công Ấn Độ trong năm nay. Trước đó hồi tháng 5, 7 người đã chết sau bão Fani, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Ấn Độ trong 20 năm qua. Bão Amphan gây thiệt hại ước tính đến 13 tỷ đô la Mỹ ở Ấn Độ và 130 triệu đô la Mỹ ở Bangladesh. Theo giới chức trách bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ, một cơn bão mạnh xé toạc qua bang này đã gây thiệt hại lên đến 1.000 tỷ rúp, tương đương 13 tỷ đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng và cây trồng. Nước láng giềng Bangladesh cũng bị ảnh hưởng bởi bão Amphan khi cơn bão này đổ bộ. Nước này ban đầu công bố thiệt hại do bão lên đến 130 triệu đô la Mỹ, nhưng con số này có thể tăng lên theo giới chức trách. Ít nhất 102 người đã thiệt mạng tại hai nước này do bão Amphan, cơn bão mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do sập nhà và bị điện giật. Hơn 3 triệu người đã được sơ tán trước khi Amphan đổ bộ, ngăn chặn một số lượng lớn người chết do bão. Bão Amphan đã ảnh hưởng đến hơn 13 triệu người, cuốn trôi một số ngôi nhà, hoa màu và đất đai và hơn 1,5 triệu ngôi nhà đã bị hư hại, hai nhà chức trách bang Tây Bengal nói với Reuters. Theo tờ Times of India, tại Bắc 24 Panagat, một quận ở phía nam bang Tây Bengal, 700 ngôi làng bị ngập lụt và 80.000 người mất nhà cửa. Tại Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal, cơ quan chức năng dọn dẹp các mảnh vỡ vụn trên đường giao thông và cây đổ do bão. Trước đó, bão Amphan mạnh với sức gió 133 km/h càn quét thành phố với 14 triệu dân này trong nhiều giờ. Cơn bão cũng phá hủy đất nông nghiệp ở khu vực ven biển vùng thấp của Bangladesh, gây thiệt hại có thể sẽ nguy hiểm cho sinh kế. Tổ chức phi lợi nhuận ActionAid cho biết, các cộng đồng cần sự hỗ trợ khẩn cấp vì họ không có các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, nước sạch và vật liệu để xây dựng lại nhà của họ. Ông Farah Kabir, giám đốc chi nhánh của tổ chức ActionAid tại Bangladesh nhấn mạnh. Lũ lụt ở Ấn Độ khiến hàng nghìn người phải di rời. Vừa qua, các quan chức Ấn Độ cho biết lũ quét và lở đất ở bang Assam phía đông bắc của Ấn Độ đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 650.000 người phải di rời khỏi nhà cửa của họ trong 10 ngày qua.
gió mùa lớn xảy ra hàng năm ở Assam dẫn đến lũ lụt và lở đất, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa và bỏ lại đồ đạc của họ. Sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ và cuối cùng vào Bangladesh, đã có mực nước cao tràn bờ ở Assam, làm ngập hơn 1.800 ngôi làng ở 26 quận trong tháng này. Mạng lưới đường sắt cũng bị tàn phá do mưa lũ. 20 người đã thiệt mạng do các vụ đuối nước khác nhau và 5 người khác thiệt mạng do lở đất trong 10 ngày qua. Ông Piyush Hazarika, người đứng đầu cơ quan tài nguyên nước bang Assam, nói và cho biết thêm rằng mực nước đang rút. Các nhà chức trách đã thiết lập 366 trại cứu trợ trên khắp 20 quận huyện, cung cấp nơi ở tạm thời cho hơn 95.000 người. Đường xá, nhà cửa và các tòa nhà đã bị ngập trong nước lũ ở nhiều nơi trong bang. Lũ lụt ở Bangladesh và Ấn Độ khiến hàng triệu người mắc kẹt. Những cơn bão gió mùa ở Bangladesh và Ấn Độ đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và gây lũ lụt nghiêm trọng, làm hàng triệu người khác bị mắc kẹt. Một chuyên gia của chính phủ Bangladesh đã mô tả lũ lụt ở nước này là trận lũ có khả năng tồi tệ nhất kể từ năm 2004. Lũ lụt ở Bangladesh đã trở nên trầm trọng hơn do dòng chảy từ những trận mưa lớn qua các vùng núi Ấn Độ. Người đứng đầu khu vực Shahid của Bangladesh, ông Muhammad Musharraf Hossein, cho biết phần lớn khu vực phía đông bắc của Bangladesh đang chìm trong nước lũ và tình trạng ngày càng tồi tệ hơn khi mưa lớn tiếp tục diễn ra. Trong đó, thị trấn Sunamganj bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đang gần như bị chia cắt với phần còn lại của Bangladesh. Quân đội đang hỗ trợ chính quyền để giải cứu những người bị mắc kẹt và phân phối hàng cứu trợ. Theo các chuyên gia, mặc dù lũ lụt là mối đe dọa thường xuyên đối với hàng triệu người dân ở Bangladesh, nhưng biến đổi khí hậu đang gia tăng tần suất, cường độ và tính khó lường của lũ. Tại bang Meghalaya của Ấn Độ, ông Korat Sanmak, thủ hiến bang Meghalaya, cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng kể từ ngày 9 tháng 6 sau khi những trận lở đất và mực nước tại nhiều con sông dâng cao và nhấn chìm đường xá. Tại bang Assam gần đó, hơn 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau 5 ngày liên tiếp xảy ra mưa lớn. Ông Himanta Biswa Sarma, thủ hiến bang Assam, cho hay ông đã chỉ đạo các nhà chức trách cung cấp sự hỗ trợ và cứu trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lũ lụt ở phía bắc Ấn Độ, 113 người thiệt mạng, nhà tù và bệnh viện ngập nước. Mưa lớn đã làm chết ít nhất 113 người ở các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ trong 3 ngày qua. Giới chức trách Ấn Độ cho biết khi nước lũ tràn vào một thành phố lớn, làm ngập các bệnh viện và buộc phải sơ tán tù nhân khỏi nhà tù. Mùa mưa của Ấn Độ thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, nhưng mưa lớn đã kéo dài trên khắp các vùng của đất nước trong năm nay, gây ra lũ lụt. Một quan chức cho biết ít nhất 93 người đã chết ở hầu hết các bang Uttar Pradesh đông dân sau khi các khu vực phía đông của Ấn Độ bị tàn phá bởi mưa rào dữ dội. Mực nước dâng cao buộc các nhà chức trách phải chuyển 900 tù nhân từ một nhà tù ở phía đông quận Balia, cảnh sát viên Santos về mà nói. Ở vùng Bihar lân cận, một khu vực nông nghiệp nghèo khó vừa trải qua trận lũ lụt hồi đầu năm nay, số người chết vì cơn mưa mới nhất đã lên tới 20 người. Một quan chức chính quyền bang Bihar cho biết, thủ phủ Phanta của bang Bihar, nơi có khoảng 2 triệu người đã bị ảnh hưởng nặng nề với nước lũ dâng cao đến thắt lưng trên nhiều tuyến phố, tràn vào nhà, cửa hàng và thậm chí các khu vực của một bệnh viện lớn. Ở một số nơi, chính quyền đã dùng thuyền để giải cứu người dân. Mưa đã tạnh nhưng nhiều khu vực vẫn ngập úng. Thư ký của Bộ phận Cứu trợ Thiên tai của bang Bihar, Amod Kumar Saran, cho biết, trong bản tin cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, lượng mưa trên Bihar rất có thể giảm. Theo dự báo, mưa rào ở bang Uttar Pradesh cũng sẽ giảm trong tuần này. Các quan chức của cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết, trong tháng này, mưa trong mùa mưa ở Ấn Độ sẽ cao hơn mức trung bình lần đầu tiên sau 6 năm. Mưa gió, mùa khốc liệt nhất trong 25 năm, hơn 1.600 người thiệt mạng. Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ công bố, mưa gió mùa khốc liệt nhất trong vòng 25 năm qua đã tấn công Ấn Độ, khiến hơn 1.600 người thiệt mạng. Mùa mưa ở Ấn Độ thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và đã cung cấp lượng mưa lớn hơn 10% so với mức trung bình sau 50 năm qua và được dự báo sẽ rút sau đầu tháng 10, muộn hơn một tháng so với bình thường. Tại Patna, thủ phủ của bang Bihar, nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống, người dân phải lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng để mua các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và sữa. Sekhet Kumasai, sống ở khu vực Boring Road của thành phố Patna, cho biết ông bị mắc kẹt trong 4 ngày với nước lũ sâu hơn nửa mét tràn vào nhà. Không có điện, mặc dù có tiền, nhưng tôi bất lực, ông Sai chia sẻ.
Ở bang Uttar Pradesh lân cận, bang đông dân nhất Ấn Độ, các trận mưa lớn đã làm sập hơn 800 ngôi nhà và nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Ấn Độ, 1.673 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và mưa lớn trong năm nay. Các quan chức cho biết nhiều trường hợp tử vong này là do tường đổ và tòa nhà sập, bao gồm ở Uttar Pradesh và Maharashtra. Bang Maharashtra có số người thiệt mạng lớn nhất Ấn Độ với 371 người thiệt mạng vì lũ lụt vào năm nay. Chandrakant Sharma, chuyên gia về lũ lụt thuộc Bộ phận Cứu trợ thảm họa của bang Uttar Pradesh cho biết, nguy cơ sụp đổ của các cơ sở hạ tầng đã cũ hoặc yếu cao hơn trong trận mưa lớn, giống như những gì đã xảy ra trong thời gian này. Theo các chuyên gia khác, hệ thống dự báo và phòng ngừa lũ lụt ở Ấn Độ đang thiếu hụt. Tổng diện tích các khu vực dễ xảy ra lũ lụt ở nước này đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây vì nạn phá rừng, suy thoái các vùng nước và biến đổi khí hậu. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.